mẫu xe điện chuẩn cho các bà nội trợ với giá siêu rẻ ra mắt. Với thiết kế vô cùng nhỏ gọn, chỉ 2 chỗ ngồi, và mức giá chỉ từ 39.900 nhân dân tệ tương đương 134 triệu đồng, Osanel 2 thực sự là một lựa chọn đáng cân nhắc cho người dùng là gia đình. Osanel 2 thực tế là một mẫu xe điện dành cho đô thị mới, được hãng Changan Auto của Trung Quốc ra mắt cách đây không lâu, và đã đón nhận rất nhiều sự quan tâm của người tiêu dùng. Như đã nói ở trên, Osanel 2 là một mẫu xe chạy điện cỡ mini, dành riêng cho đô thị. Với kích dài, rộng, cao tương ứng 2.770mm x 1.545mm x 1.690mm, chiều dài cơ sở đạt 1.680mm, Osanel 2 chỉ sở hữu có 2 ghế ngồi và một số trang bị khá cơ bản. Về thiết kế, Osanel 2 mang phong cách thiết kế đơn giản theo đúng kiểu, giống các mẫu xe điện ngày nay. Các đường nét rườm rà hầu như bị loại bỏ khỏi mẫu xe này. Ở phía trước, Osanel 2 nổi bật với kiểu đèn 2 tầng thời thượng với mí đèn LED mỏng và dài ở phía trên, kèm theo đó là các đường lai màu xanh dương, tạo sự chú ý trên màu sơn trắng của xe. Tuy là một chiếc xe có giá thành phải chăng, nhưng Changan Auto cũng đã cố gắng tạo ra Osanel 2 với tạo hình đẹp mắt nhất có thể. Bằng chứng là việc trụ bê của xe cùng viền kính đều được sơn đen, tạo cảm giác như chiếc xe dài hơn thông số thật của nó. Đây là một chi tiết học hỏi từ các mẫu xe sang đến từ phương Tây. Đối với không gian cabin, Osanel 2 được pha trộn 2 tông màu cam đen, tạo hiệu ứng trẻ trung và bắt mắt. Ngoài ra, các trang bị trên mẫu xe này cũng chẳng có gì đáng kể ngoài vô lăng kèm phím bấm truyền thống, một màn hình nhỏ hiển thị thông tin xe, các nút chỉnh điều hòa và xăng số. Tất cả đều được bố trí khoa học và rất gọn gàng. Về truyền động, Osanel 2 sử dụng một motor điện cùng cụm pin 21,02 kW, sản sinh công suất 41 mã lực và 120 Nm moment xoắn. Theo nhà sản xuất, Osanel 2 có thể di chuyển quãng đường 205 km sau mỗi lần sạc đầy. Nhờ các yếu tố kể trên, Osanel 2 xứng đáng được xem là một lựa chọn không tồi, dành cho các tín đồ của gia đình, các bà nội trợ với nhu cầu di chuyển vừa phải, tiết kiệm với chi phí ban đầu thấp. Mẫu xe này sẽ được bán ra với 2 phiên bản, kèm mức giá từ 39.900, 42.900 nhân dân tệ tương đương 134 triệu đến 144 triệu đồng,